đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao ép cá bảy màu full gold cho ra số lượng đẹp. Đây là bảy full gold của mình. Đây. Đây là mình hiện tại đang có hai trống. Hai trống nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17 mái. Đây hai trống mình cho ép với mười mấy mái nha. Với hai con mái bầu này nó sắp đẻ rồi nên mình tách ra đây. Cá này là cá sai 2 tháng rưỡi anh em nhé. 2 tháng rưỡi là mình cho ép trống luôn, tại mình lứa này ra nhiều mái quá nên trống không đủ số lượng nên thôi để về ép luôn. Các anh em để ý bộ vàng rồi. Mới 2 tháng rưỡi rồi, lên 3 tháng là nó lên full đầu luôn. Đấy. Anh em nên tách cá full gold này từ khi nào con trống mà nó lên đủ màu, anh em biết trống mái thì anh em nên tách luôn. Đấy. Đây, bọn hình đen cho anh em xem. Bọn hình đen nó nổi tưng lên luôn. Đấy, khi nào anh em biết trống mái thì cứ tách đi thôi. Vì tính tiền đạn cá sinh cá nó mới nhỏ mới lớn lên mà anh em ép đẻ là ép bỏ chung chống mái là nó đẻ ra số lượng không được nhiều. Đây lên 2 tháng rưỡi lên mình chớm tay rồi mình cho bắt đầu cho ép nè. Đây là giờ lứa đầu của mình. Anh em đừng quan trọng số lượng ấy nhiều quá. Nếu mà anh em muốn ép cái chuẩn đó, số lượng thì một con trống bằng 4 con mái đó. Đó là số lượng ép trống mái được đẹp á. Tánh nên để ép nhiều mái để tánh nhìn dạng cá trống nó dí một mình con mái không, con mái nào bị dí nhiều quá nó sẽ đuối sức nên nhiều mái sẽ nó dí được nhiều con, nó không có cá mái nó không bị đuối sức. Anh em thấy không? Bộ vàng. Đấy. Này lên full tai luôn này. Thấy chưa? Phải không? Đầy cái mái nha, cái mái lên tai nha anh em nha. Chứ không phải cái trống đâu. Đấy. Con này chớm tay nè, con này full tay luôn nè. Con này chờ thêm nửa tháng nữa là lên full vảy luôn. Đấy, bụng chuẩn bị ôm rồi, ôm lứa đầu. Vì mình ép 2 tháng rưỡi nên lứa đầu chắc cũng được khá số lượng. Bình thường anh em ép lứa đầu thì đừng cho nên ép sớm á, nó đẻ ít lắm. Với cái con ra nó dễ bị tật. Còn em cá trưởng thành nên là vừa số lượng cá nhiều vừa cá con nó lại khỏe nữa nên anh em yên tâm. Đó anh em thấy không? Ui chiếc con mái dưới kìa. Đó bộ vàng rồi nhá. Đây mình không bật đèn nhá. Đây ánh nắng chưa có ánh nắng tự nhiên, anh mới ánh sáng rồi. Đó anh em thấy không? Phì. Và này mình like ra được 7. Em thấy bộ vậy không? Đấy tay bôi kìa. Còn trống nếu mà chơi full gold á, anh em đừng trống nó cũng không quan trọng mấy đâu. Chủ yếu quan trọng con cá mái thôi. Cá mái càng đẹp là giá càng cao. Và trống mà full vảy full tai á. À quên, lộn cá mái mà full vảy full tai hiện nay á là dao động từ 300 đến 500. Có khi cả triệu nữa, tùy người bán. Nên anh em đừng nghĩ là con cá full gold này hết thời nha. Full gold này con nào đẹp là nó đắt à. Hay rồng tím của mình mà bị lắc nhẹ rồi. Bỏ lá vàng đây nè, đang đói ăn. Đây rồng tím rách bông. Cho anh em chiêm ngưỡng con rồng tím nè.
Em thấy bộ tím của mình không? Chưa có ánh đèn nha anh em. Trống rồi, vậy nó leo lên đầu luôn. Đấy. Vậy nó leo luôn. Mái phun tia. Anh em nào mê rồng tím mới biết đẹp đẹp hơn được. Rồi, đó là cách mình cho ép cá đẻ. Còn lúc nhận biết cá nó sắp đẻ mà để anh em tách á, anh em chuẩn bị tách á, để tránh tình trạng cá nó ăn á, thì anh em nên xem ở dưới này nè. Đó. Anh em xem ở dưới cái hậu môn đó. Rồi. Dưới cái hậu môn mấy con cá đó 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 mà nó đen á thì anh em nên tách luôn, bỏ ra tách sớm đó, con này sắp đẻ nó đen rồi, con kia cũng chớm chớm rồi, mới hơi hơi đen hồng đó, con cá vậy anh em nên tách đi. Này cái bộ vàng hả? Phèo. Anh em để ý bộ vàng kìa. Vàng nó phi. Rồi, video này kết thúc đây nha. Bye bye anh em. Anh em nào quan tâm thì nhấn like và subscribe giúp em, để em ra nhiều video hướng dẫn cho anh em nuôi cá bảy màu. Em nuôi nhiều giống. Bye bye anh em nha. Bye bye.